Nếu Man United sẽ kết thúc mùa giải này với hai chiếc cúp hay Man City sẽ tiếp tục đoạt chiếc cúp thứ hai trong hành trình ăn ba của họ? Đó là điều mà bạn rất muốn biết trước vào ngày diễn ra trận chung kết đáng chờ đợi của bóng đá Anh. Tuy nhiên, dẫu kết quả có thế nào thì không biết bạn có đồng ý với quan điểm này không? Rằng Manchester United và Manchester City chính là hai đội bóng Anh thành công nhất ở mùa giải năm nay. Điều phổ biến nhất để nói về sự thành công của một đội bóng tất nhiên là danh hiệu, và chính Manchester City cùng với Manchester United sẽ là hai đội bóng duy nhất ở Anh có khả năng đạt được cú đúp danh hiệu quốc nội. Vẫn còn một câu lạc bộ khác có thể giành được danh hiệu nữa, nhưng có vẻ thành Manchester mùa này là nơi trốn của những chiếc cúp. Yếu tố đầu tiên cũng như là một thước đo rõ nét nhất về thành công của một câu lạc bộ trong một mùa giải chính là số danh hiệu mà họ có được sau khi chiến dịch đó kết thúc. Về số danh hiệu mà các câu lạc bộ Anh có thể đạt được bao gồm chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Carabao Cup, Cúp Quốc nội FA Cup và cuối cùng là danh hiệu tại các đấu trường châu lục bao gồm UEFA Champions League, Europa League và Europa Conference League. Mặc dù không phải là đội bóng nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng xuyên suốt từ vòng này qua vòng khác, nhưng Man City đã đoạt lấy vị trí top 1 vào đúng thời điểm quan trọng nhất, thời điểm mà Ngoại hạng Anh hạ màn. Đồng nghĩa đội chủ sân Etihad đã bảo vệ thành công ngôi vương của mình ở giải đấu quốc nội, qua đó đánh dấu chức vô địch thứ 5 trong vòng 7 mùa giải được Pep Guardiola dẫn dắt. Công bằng mà nói, Arsenal cũng là đội đã có một màn trình diễn tốt trong mùa giải vừa qua và điều này cũng mang lại cho họ những thành công của riêng mình. Nhưng chuỗi phong độ tệ hại vào cuối mùa đã khiến họ phải trả giá. Còn với Liverpool thì ngược lại, dù rằng đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có cú bứt tốc ấn tượng trong giai đoạn cuối, nhưng chừng ấy là không đủ để giúp họ lật ngược được tình thế trong cuộc đua vào top 4. Tại Carabao Cup, chiến thắng 2-0 trong trận chung kết với Newcastle United đã giúp Man United thành công có được danh hiệu của riêng mình trong mùa này, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu đã tồn tại trong suốt 6 năm qua. Đây là đấu trường mà Quỷ Đỏ đã thể hiện sự khát khao hơn cả, trong khi những đối thủ cạnh tranh đáng lo ngại như Arsenal, Liverpool hay Man City đều đồng loạt thất thủ một cách đầy đáng tiếc. Chưa kể, hai đội bóng thành Manchester cũng đang hẹn gặp nhau tại một trận chung kết khác vào cuối tuần này để tìm ra ai là nhà vô địch của giải đấu lâu đời nhất lịch sử FA Cup. Điều này cũng đồng nghĩa với việc danh hiệu nói trên chắc chắn cũng sẽ về với thành Manchester. Ở các đấu trường châu lục, chỉ có Man City và West Ham là những đội vẫn còn cơ hội đua tranh danh hiệu. Tại Champions League, The Citizen đang chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng với Inter Milan. Thực tế, so với Ngoại hạng Anh hay là FA Cup, đây mới là mục tiêu tiên quyết của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola trong chiến dịch năm nay để hợp thức hóa vị thế số 1 thế giới của mình một cách đầy thuyết phục. Còn lại, cả Liverpool, Tottenham và Chelsea đều đã lần lượt gục ngã ở vòng 16 đội và tứ kết. Trong khi đó, hai đại diện ở nước Anh tại Europa League còn thể hiện bộ mặt đáng thất vọng hơn. Trong khi Manchester United bị loại ở vòng tứ kết thì Arsenal đã phải sớm dừng chân ngay từ vòng 16 đội, rơi xuống từ Champions League là Sporting. Và cuối cùng là tại Europa Conference League, West Ham bất ngờ lại trở thành niềm kỳ vọng của London nói riêng và cả nước Anh nói chung với một hành trình ấn tượng. Bất chấp phong độ thiếu ổn định tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân huấn luyện viên David Moyes đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại tại giải đấu hạng 3 châu Âu, trong đó chỉ có duy nhất một trận hòa. Vậy nên nếu tính về tổng số danh hiệu đã và sẽ đạt được, ngoại trừ một West Ham đang còn cơ hội đua tranh, thì có thể nói hai đội bóng thành Manchester đang là hai câu lạc bộ thành công nhất trong số các câu lạc bộ tại Anh ở mùa giải 2022-2023. Đi kèm với danh hiệu thì vé tham dự Cúp châu Âu cũng là một yếu tố quan trọng để xét đến việc một câu lạc bộ có được coi là thành công trong mùa giải hay không. Bên cạnh nhà vô địch Man City thì Manchester United cũng đã có một mùa giải không quá tồi và kết thúc ở vị trí mà họ nhắm đến để có thể trở lại đấu trường Champions League vào mùa giải tới. Cựu thuyền trưởng huyền thoại của Arsenal, Arsene Wenger từng có nhận định cho rằng tại Anh, việc lọt chân vào top 4 cũng có ý nghĩa tương tự như một danh hiệu vậy. Điều này không chỉ cho thấy tính khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu nước Anh mà nó còn được xem như một tiêu chí để đánh giá thành bại của các đội bóng tại đây trong suốt nhiều năm qua. Minh chứng rõ nét nhất có thể kể đến Tottenham Hotspur, dù trắng tay trong suốt nhiều năm qua, nhưng gà trống vẫn luôn được xếp vào nhóm Big Six hầu hết là nhờ vào thứ hạng của họ trong vòng nhiều năm trở lại đây, mà cụ thể hơn chính là số lần mà gà trống ghi danh tại đấu trường Champions League. Tương tự là mùa này, có thể nói cả Man City, Arsenal, Manchester United và Newcastle đều đã thành công với tham vọng đoạt lấy chiếc vé đến với đấu trường danh giá nhất châu lục của mình. Nói riêng về trường hợp của Man City, đây đã là mùa giải thứ 13 liên tiếp họ góp mặt tại Champions League, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào trong nhóm Big Six, qua đó ngầm thiết lập một thế thống trị trong hơn một thập kỷ vừa qua.
Còn với Man United, nếu thắc mắc vì sao vị trí top 3 lại là thành công của họ, thì hãy nhìn lại chính thứ hạng và điểm số của đội bóng này trong mùa giải trước đó. Mùa giải 2021-2022 tệ hại cùng với một lực lượng rệu rã khiến giới chủ và hầu hết các cổ động viên của Quỷ Đỏ đều phải thừa nhận rằng Ten Hag chỉ cần đưa toàn tàu đang chạch bánh này trở lại với quỹ đạo vốn có bằng một tấm vé trở lại Champions League đã là một thành công. Bên cạnh đó, nếu so sánh giữa mục tiêu đầu mùa và kết quả thu lại được từ bảng xếp hạng, có thể nói ngoại trừ chênh lệch không đáng kể với Arsenal về mặt ý nghĩa giữa hạng 2 và hạng 3, Man United đã thành công hơn so với các đội còn lại là Tottenham, Liverpool và Chelsea. Đã có những thời điểm sức ép được tạo ra từ Liverpool là thực sự lớn, nhưng cuối cùng Man United vẫn đảm bảo được suất tham dự Champions League của mình trước những nỗ lực muộn màng của The Kop. Còn với Tottenham và Chelsea, một mùa giải đáng quên có lẽ là những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để miêu tả mùa giải sóng gió của họ. Không chỉ thất bại trong tham vọng đến với đấu trường danh giá nhất lục địa giả, mà ngay cả chiếc vé tham dự Cúp châu Âu cũng chẳng thể chạm tới. Một câu lạc bộ cũng được coi là có một mùa giải thành công nếu những bản hợp đồng mà họ mang về tạo nên hiệu ứng tích cực trong đội bóng và ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Khác hẳn hoàn toàn với những gì Chelsea đã làm trên thị trường chuyển nhượng, thì Arsenal, Manchester City và Manchester United thực sự đã có một mùa giải mua sắm ưng ý. Để đạt được những thành công trong mùa giải thì những bước chuẩn bị cũng là vô cùng quan trọng. Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định Man City cùng Manchester United đã có một mùa chuyển nhượng ấn tượng. Về phía Man City, bản hợp đồng Erling Haaland chắc không cần phải bàn cãi về độ thành công. Mới mùa đầu tiên chơi ở EPL, chân sút người Na Uy đã phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải của Alan Shearer và Andy Cole. Chưa kể kết thúc mùa giải, anh cũng ẵm luôn 4 danh hiệu cá nhân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này có một cầu thủ làm được điều ấy khi mới chân ướt chân ráo đến nước Anh. Akanji cũng là một bản hợp đồng tuyệt vời của The Citizen, hậu vệ người Thụy Sĩ, là mẫu cầu thủ vô cùng đa năng khi có thể đảm đương cả vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ, và anh cũng chơi vô cùng ấn tượng ở cả hai vị trí này. Đến Man City với sự nghi ngờ, nhưng giờ đây Akanji đang thể hiện bản thân xứng đáng nằm trong top những hậu vệ hay nhất tại EPL mùa giải năm nay. Ngoài ra, những Calvi Phillips, Sergio Gomez hay Esteban Ortega dù chỉ là những quân bài dự bị, nhưng họ cũng luôn chơi tròn vai mỗi khi được huấn luyện viên Pep Guardiola đặt niềm tin. Và với một đội hình có chiều sâu cả về chất lẫn lượng, không bất ngờ khi Man City tiếp tục có thêm một mùa giải thành công. Với Man United, họ cũng có cho mình những quyết định đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng. Ấn tượng và quan trọng nhất có lẽ là sự xuất hiện của huấn luyện viên Erik ten Hag. Chỉ sau một mùa giải, chiến lược gia người Hà Lan đã giúp đội chủ sân Old Trafford thi đấu khởi sắc và định hình được lối chơi rõ ràng hơn trước rất nhiều. Nói về những cầu thủ mới cập bến Man United ở mùa giải năm nay, đáng kể nhất phải nói tới trường hợp của tiền vệ Casemiro, khi cầu thủ người Brazil quả thực đã mang tới sức bật nơi tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Cựu sao Real Madrid gần như làm tất cả khu trung tuyến, từ cầm nhịp, tắc bóng, luân chuyển bóng đến kiến tạo hay ghi bàn. 7 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 50 lần ra sân mùa này cho Man United trên mọi đấu trường không nói lên hết tầm ảnh hưởng của Casemiro. Nó chỉ cho thấy khi cần tham gia tấn công, Casemiro cũng làm tốt. Bên ngoài sân, tiền vệ sinh năm 1992 cũng được ca ngợi vì mang đến kinh nghiệm và sự điềm tĩnh trong phòng thay đồ của đội bóng. Bản hợp đồng gây tiếng vang lớn nhất tất nhiên là bản hợp đồng trăm củ mang tên Antony. Có những thời điểm cầu thủ chạy cánh người Brazil cho thấy khả năng tạo đột biến cao bậc nhất đội bóng, nhưng cũng có những thời điểm anh lại bị chỉ trích vì sự rườm rà, màu mè, không hiệu quả. Phong độ của Antony là khá phập phù. 8 bàn thắng cùng 3 được kiến tạo trong 44 trận đấu trên mọi đấu trường đương nhiên chưa kể khiến cho ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như các cổ động viên của Man United hài lòng. Nhưng Antony vẫn còn trẻ, và nếu phát triển đúng hướng, cầu thủ sinh năm 2000 chắc chắn sẽ bùng nổ hơn nữa. Lisandro Martinez và Christian Eriksen nhìn chung cũng đã tạo dựng được sức ảnh hưởng trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Old Trafford, trong khi Martinez hợp với Varane tạo thành bộ đôi trung vệ cực kỳ vững chắc trước khung thành của David De Gea, thì Eriksen lại mang đến kinh nghiệm cùng khả năng cầm nhịp nơi tuyến giữa. Nhờ có tiền vệ người Đan Mạch Bruno phần nào giảm tải khối lượng công việc khổng lồ anh phải làm ở mùa giải trước. Wout Weghorst bản hợp đồng cho mượn vào giữa mùa từ Besiktas, mặc dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng với khả năng có hạn, anh đã không gây được ấn tượng quá mạnh mẽ. Marcel Sabitzer cũng chỉ gây được ấn tượng trong thời gian ngắn, và khi Eriksen cùng Bruno hoàn toàn khỏe mạnh, tiền vệ người Áo gần như không có cửa trên chân vào đội hình chính. Tarek Malacia thì lại là một bản hợp đồng hướng đến tương lai nhiều hơn, đã có những khoảnh khắc gây được ấn tượng, nhưng nhìn chung hậu vệ người Hà Lan cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân. Hai thủ môn Martin Dubravka và Jack Butlin lần lượt được đưa về vào hai kỳ chuyển nhượng, nhưng cũng không để lại được dấu ấn nào đáng kể, bởi họ cũng chỉ đóng vai trò dự phòng cho David De Gea. Để so sánh với Arsenal, đội bóng đã mang về những Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Jakub Kiwior, Leandro Trossard, Jorginho và Matt Turner, thì Manchester United tỏ ra không hiệu quả bằng. Với Arsenal, chỉ có trường hợp của Vieira là chưa đáp ứng được kỳ vọng, còn lại đều đã tạo được dấu ấn nhất định. Trong khi đó, nếu để đặt lên bàn cân thì Man City lại hiệu quả hơn Arsenal.
Nên nhớ, chính The Citizen đã bán hai cầu thủ cho đội chủ sân Emirates và sau đó họ mang về những cái tên còn chất lượng hơn. Ngoài ra, hai đội bóng thành Manchester còn mua sắm hiệu quả hơn hẳn Chelsea. Đội bóng đã tiêu đến hơn 600 triệu bảng mùa giải vừa rồi. Và kết quả là The Blue đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, không được quyền tham dự bất cứ đấu trường cúp châu Âu nào. Họ cũng làm tốt hơn Liverpool với bom tấn Darwin Núñez, chưa thể hiện được đúng giá trị của mình. Đây cũng là một mùa giải buồn với The Kop khi họ không thể góp mặt trong top 4 chung cuộc của EPL. Cũng cần phải nhắc đến những phát hiện trẻ tuổi trong đội hình các đội bóng để coi như là một phần yếu tố để xét vào sự thành công của đội bóng đó. Manchester United có lẽ không quá nổi trội nhưng họ vẫn có một Garnacho đầy kỳ vọng để giúp câu lạc bộ này có thêm một nhân sự chủ chốt ở mùa giải kế tiếp. Có lẽ đây là quan điểm khiến các bạn bất ngờ khi tôi nói rằng cả Man City và Manchester United có thể là hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhất cho lứa kế cận của họ trong mùa giải năm nay. Nếu chúng ta mặc định mốc cầu thủ trẻ chỉ tính từ những cầu thủ sinh trước năm 2000 thì đội bóng đầu tiên xứng đáng được liệt vào bảng vàng chắc chắn phải là Man City. Ở các lứa tuổi U18 và U21, tính ra thì nửa xanh thành Manchester đã giành được tất cả các danh hiệu quốc nội từ lứa U18 trở lên. Khủng khiếp hơn, ở giải Premier League 2, đội trẻ Man City đã có năm thứ 3 liên tiếp đăng quang trước cúp vô địch mùa. Nếu chúng ta xét trên bình diện đội 1, Manchester City cũng có được hai cá nhân thuộc tuyến trẻ thi đấu nhiều trận trong năm nay. Chúng ta có Cole Palmer đã được ra sân góp mặt 14 lần. Mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng cầu thủ trẻ người Anh vẫn có giá trị sử dụng trong mắt Pep. Ngoài ra không thể không kể đến Philip Lam mới Rico Lewis. Lewis đã góp mặt trong đội hình của Man City, cũng cùng số trận 14 nhưng đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều. Câu lạc bộ tiếp theo được nhắc tới là Manchester United. Quỷ đỏ đã cho ra sân thuộc diện cầu thủ trẻ của mình là Pellistri, Garnacho và Elanga. Pellistri cũng được tạo điều kiện nhiều hơn với 4 lần ra sân và đã có những màn thể hiện đáng chờ đợi. Elanga cũng có 16 lần ra sân, trong khi ngôi sao Alexandro Garnacho đã được xem là con bài cực kỳ quan trọng của Man United với 19 lần ra sân. Nhìn rộng ra, Manchester United cũng còn một ngôi sao đầy hứa hẹn khác cũng đang thành hình ở Championship, chính là Amad Diallo. Mùa hè tới, Diallo sẽ trở lại Manchester United mang theo hành trang là kinh nghiệm một năm thi đấu xuất sắc cho Sunderland. Trong hạng mục cầu thủ trẻ, chắc có lẽ không ai vượt qua được Arsenal. Họ có Gabriel Martinelli, Bukayo Saka và William Saliba. Song nếu nói về phát hiện của đội bóng thì cái tên duy nhất được Arsenal cho ra mắt là ngôi sao trẻ Ethan Nwaneri sinh năm 2007. Nhìn qua Newcastle một chút, lực lượng của chiếc chòe vùng Đông Bắc không có phát hiện nào đáng kỳ vọng. Người duy nhất sau năm 2000 thường xuyên có mặt trong đội hình là Anthony Gordon, lại là một sản phẩm từ câu lạc bộ Everton. Ngược dòng với Liverpool, chúng ta có thể chứng kiến một Bajcetic trưởng thành như thế nào trong mùa giải năm nay với 11 lần ra sân. Cầu thủ 18 tuổi hứa hẹn sẽ trở thành ngọn hải đăng mới của Liverpool. Một người nữa chính là Fabio Cavani. Thực tế thì Cavani đã có một giai đoạn đầu mùa khá ổn khi ra sân tổng cộng 13 trận. Manchester United cũng đã có cho mình được một trong những viên ngọc sáng giá nhất châu Âu hiện tại là Garnacho. Pellistri và Garnacho đã giúp cho Manchester United có một vị thế nhất định trong việc tạo ra những phát hiện của mùa giải. Cuối cùng, chúng ta cũng đánh giá sự thành công của các câu lạc bộ dựa trên mức độ thành công của họ ở các đấu trường khác nhau. Rõ ràng đây là một mùa giải mà Man United thi đấu trên rất nhiều mặt trận và họ cũng không quá tệ ở các đấu trường đó. Man City thì tất nhiên không cần bàn. Họ vốn đã xuất sắc rồi và luôn là ứng cử viên của mọi giải đấu từ năm này qua năm khác. Đó không còn là điều gì đó quá bất ngờ với họ nữa. Một trong những thước đo để đánh giá sức mạnh của một đội bóng là sự ổn định và khả năng phân bố lực lượng để chinh chiến ở tất cả các giải đấu. Về mặt này có thể khẳng định Man City cùng Manchester United là những đội đã làm tốt nhất ở mùa giải vừa qua. Về Man City, chưa tính chung kết FA Cup và UEFA Champions League thì mùa này họ đang chơi 59 trận, nhiều hơn so với chính họ khi kết thúc mùa giải năm ngoái với 58 trận. Để so sánh với các đội bóng khác, nửa xanh thành Manchester rõ ràng vượt trội hơn về số trận phải thi đấu. Khi Arsenal mùa này phải chơi 49 trận, với Newcastle là 46, Liverpool là 52, Tottenham 50 và Chelsea cũng là 50 trận. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola cho đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất đấu trường Carabao Cup là họ không thể đi đến trận đấu cuối cùng. The Citizen đã để thua trước Southampton với tỷ số 2-0 ở tứ kết và chấp nhận rời khỏi sân chơi này từ tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, Arsenal đã bị loại khỏi Carabao Cup từ tháng 11 năm 2022. Pháo thủ cũng bị chính Man City loại khỏi FA Cup vào tháng 1 năm 2023. Tottenham thì khá khẩm hơn pháo thủ đôi chút khi tiến được tới vòng 5 của FA Cup, nhưng cũng sớm thất bại ở UEFA Champions League. Trong khi đó, Newcastle dù vào đến trận chung kết Carabao nhưng họ lại không chơi ở đấu trường châu Âu. Còn Liverpool cùng Chelsea, một đội thì dừng bước tại vòng 16 đội, một đội phải chia tay ở tứ kết của UEFA Champions League và cả hai cũng không tiến quá sâu ở cả Carabao Cup lẫn FA Cup. Với Man United mùa này, chưa tính trận chung kết FA Cup, Quỷ Đỏ đã thi đấu 61 trận, vượt trội hoàn toàn so với mùa giải năm ngoái khi đội chủ sân Old Trafford chỉ chơi tổng cộng 49 trận.
Tất nhiên, với số trận đã đá, Man United hoàn toàn vượt trội về cường độ thi đấu khi so với đối thủ còn lại. Ngoài việc ngoại hạng Anh, tất cả các đội bóng đều phải thi đấu đủ 38 vòng, thì ở Carabao cùng FA Cup, đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag đều đi được đến trận đấu cuối cùng. Tại Europa League, Quỷ Đỏ chỉ chấp nhận để thua nhà vô địch Sevilla ở tứ kết, trong khi Arsenal phải sớm dừng bước ở vòng 16 đội. Có thể thấy được rằng, dù phải thi đấu với lịch thi đấu dày đặc và chơi nhiều đấu trường khác nhau, song cả hai đội bóng thành Manchester đều tiến sâu ở mỗi giải đấu mà họ tham dự. Đây là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của cả hai ở mùa giải này so với mùa giải trước đó. Đó là câu chuyện của The Locker Room ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Đừng quên ấn một like coi như sự ủng hộ của bạn dành cho tôi và toàn bộ ekip. Đó là điều giúp chúng tôi được coi trọng và biết ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.